Xin chào mọi người, cái video này là cái video tín hiệu của đồng Solana, Solana và Solana Ngay bây giờ là 8 giờ 46 phút tối ngày 19 tháng 3 năm 2024 Nhảy vô luôn Đồng Solana thì ngay bây giờ với cái giá là 181 Đây là một đồng nghe cái tín hiệu vừa rồi cực kỳ chính xác Và vừa rồi đây là những cái con giá mình đưa cho bạn để chốt đơn từ 117 119, 125, 129, 132, 134, 140, 150, 157, 175, 183, 190 hơn Và sau đó nó đạt được cái đỉnh vừa rồi của nó là 110 Chuyện gì sẽ xảy ra kế tiếp với đồng Solana Ok Vô Vừa rồi đây mình có thể thấy là mua 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 Mình cân nhắc cho bạn mua 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 Ok Bởi vì nó gọi là nó nó rơi nhưng mà nó chống được ở nguyên cái vùng này luôn ok thì mình kêu bạn mua 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 cho bạn cân nhắc cái mua 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 và vừa rồi nó bay một cái vèo từ 140 lên tới 200 ok thì đây là những cái thứ mà mình đã cân nhắc cho bạn vừa rồi nhớ cho những người nào mới nhảy vô thị trường nhớ uh, gọi uh, nhân viên lấy đâu 10 15 tập vừa rồi của Solana luyện nó ok để bạn biết chuyện gì xảy ra với Solana để tương lai này bạn có thể nhân cái tài khoản của bạn lên ok đồng Solana này là một cái đồng à, uh, bay bổng bay bổng ok vâng. Thì về đếm sóng đi lại chút xíu Ok Cái đấy vừa rồi của nó Là rơi vào con giá là 79 Đây là một cái chống lần mình chia sẻ cho bạn 79, 59, 49 Nó chống ở đúng cái đó chống lần đầu tiên 79 bay lên Ok Lúc nó bay lên như vậy nha Để cho một cái trend nó thay đổi từ xuống đổi thành lên nè Từ xuống đổi thành lên Thì mình cần 5 sóng đi lên Thì vừa rồi đó 5 sóng đi lên đã xảy ra 1, 2, 3, 4, 5 5 sóng đi lên như vậy Nó tạo một sóng một lớn năm sóng đi lên nhỏ tạo một sóng luật mớn uh, một, sóng 1 lớn. Sau đó mình có 3 sóng 1, A B C tạo sóng 2, sóng 2 lớn. Đây là sóng 1, đây là sóng 2 và vừa rồi mình đã trải nghiệm là gì? Là cái sóng 3. Ok. Sắc xúc sóng 3 đã cái tụp ở đây. Ok. Và đây cái target lúc mà mình nằm ở cái vùng giá này 120 mấy, mình đã cho bạn cái target là 190 hơn. Vừa rồi nó đạt được 130. Ok là chuẩn 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 chuẩn. Thì bây giờ là nó đang gì làm gì? Thì bây giờ là đang nó đã kết thúc cái sóng số 3 Sau sóng số 3 Ok Thì mình có cái sóng số 4 Rồi sau đó là mình có cái sóng số 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 5 Ok Thì mình đang nằm trong một cái sóng hồi thôi chứ không có gì hết Nghe Lên có lên thì phải có xuống Thì bây giờ mình đang nằm trong cái sóng hồi xác suất cái sóng hồi xảy ra đó Thì nó sẽ ba sóng A B và C Nếu bằng zoom vô thì có thể là sóng A đã kết thúc ở đây Sóng B đang bắt đầu Rồi sau đó là mình có cái sóng C xuống A này A B và C Ok, sóng C xuống à, Cái sóng sóng hồi này nè Nó có hai giai đoạn nha. Nó có hai cái chống lưng Cái vừa rồi đây bạn có thể thấy là Đây mình cho bạn cái mũi tên là nó rơi vào những cái con giá này Cái, cái sóng số 3, sau đó là sóng số 4 Ok, thì đây xóa luôn cái mũi tên này Ok, sóng số 4 đang được diễn ra Thì nó cái có hai cái chống lưng 190, ok 178, 170, 170, 170 lập điện bài Ok, đây bỏ bớt con này Ok. 157 143 131. Miễn sao giữ được trên 131 thì sóng số 5 sẽ được diễn ra. Ok, con ý lên 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 tiếp tục lên. Ok. Miễn sao giữ được rút mà nó rơi xuống, nó giữ được một trên 131 nha. Nếu mà nó có rơi dưới 131 3 giờ tới 3 giờ tới 5 giờ mới xác thực là tất cả mọi thứ sẽ quay đầu, có nghĩa là sóng số 5 lớn này nè sẽ không xảy ra nha. Nếu mà nó vẫn giữ được trên những con giá này. Một trên 131 trên 100 trên ít nhất là một trên 131 thì xác suất vẫn là lên 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 lại. Ok thì đó là cái con giá quan trọng 131 cho cái đồng Solana ngay bây giờ. Thì à, uh, chút nữa ok. Và ở đây thì mình sẽ đặt một cái báo thức thôi là 170 ok, 170. À, uh, vừa rồi bạn có thể thấy là lúc mà giá nó hồi lại á Ok thì nó ngừng ngay đúng ở 170 rồi nó bay lên. Ok. Thì đó là cái chống lưng của mình, là cái chống lưng 170 ok là một cái chống lưng của mình nó có thể ngay ngay bây giờ bởi vì nguyên cái giai đoạn này là giai đoạn chống lưng thì mình đã cân nhắc mình ghi cho bạn này can go up anywhere from here from from here bỏ cái chữ cái chữ này đi ok ok tới cái vùng này thôi tới cái vùng giá này thôi là nó có thể nghe nó có thể ngừng nó đây là sống sụp tới cái vùng giá này nó có thể ngừng ở uh, vừa rồi là nó ngừng ở 170 nó bay bây giờ nó bay một cái vèo đi lên cũng được chứ không phải là không bởi vì nó đã chạm cái cái gọi là cái chống lưng của mình rồi 170 nhưng mà nó tiếp tục đi xuống nữa cũng được miễn sao nó nằm trên 130 131 xác suất là lên lên là lên ok miễn sao nó nằm trên những con giá ở đây không nghĩ là nó phải đụng tới nhắc lại thêm một lần nữa những con giá nằm ở đây không không nghĩ là nó phải cần đụng tới tất cả mọi con miễn sao nó nằm trên đây những cái chống lưng là nó bay lên là là được miễn sao nó nằm trên con giá 131 131 131 131 thì xác suất vẫn là lên 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 lại ok và đây là mình đổi nó thành một cái màu gọi là đầm đà hơn ok để cho bạn nhớ cái okay, 131 là cái con giá quan trọng quan trọng ngay bây giờ ok à, mình xin lỗi bạn ok đây mình đổi thành màu xanh luôn ok màu vàng được cho nó chơi ok ok một trăm xác suất nghe từ 3 đang xuống 4. A, B, C đang được diễn ra. A, B và C đang được diễn ra 3 sóng, ba sóng hồi. Miễn sao nó nằm trên 131 xác suất là lên lại. Nghe 131 xác suất là lên lại. Ok. Thì xác uh, suất là lên lại. À uh, vậy thôi, ok. Uh, còn gì nữa ta? Nhớ là đây mình đã cân nhắc này, can go up anywhere from here. Ok nó nó có thể rơi vào bất cứ những con giá nào ở trong khu vực này rồi nó bay một cái vèo đi lên luôn cũng được có nghĩa là sau đó cái vùng mà nó kết thúc là cái vùng sóng số 4 sau đó là sóng số 5 sóng số 5 bắt đầu ok sóng số 5 bắt đầu sẽ trong cái hết ngay bây giờ thường thường về sóng hồi như vậy á nó có 3 sóng xảy ra a b và c và ngay bây giờ là nó mới trải nghiệm được cái sóng a nó đang nó đang trải nghiệm cái sóng b là sóng lên sau đó là c đúng không a b c ok đây mình dán cho bạn những cái cái chữ luôn cho bạn khỏi khỏi thắc mắc ok đây là sóng a Uh, và mình ok xong để cái màu xanh luôn cũng được không mình đổi nó thành màu à màu đỏ đi ha ok bởi vì nó là xong hồi kép okay. à đây là b ok mình vẽ là mình mình diễn mình giải thích là mình vẽ như là mình vẽ tường chân nghe a b c ok xác suất là a b c đang được diễn ra ok c ok a b c rơi vào cái vùng giá này nghe có thể ngừng ở bất cứ con giá nào rồi bung một cái value lên thì cái giai đoạn này là cái giai đoạn à, quan trọng kế tiếp để để uh, ok mua vừa bán ra mua vừa ra ok à, vậy thôi đó xác suất là lên nhiều hơn xuống ngay bây giờ nghe lên nhiều hơn xuống ngay bây giờ à, lên nhiều hơn xuống ngay bây giờ ngoại trừ nó cắn 110 trăm lẻ mười thì là cái sóng số 3 vẫn còn dây dưa thì xác suất cái chuyện đó xảy ra rất là khó ngay bây giờ rất là khó ngay bây giờ ok bởi vì tất cả mọi thứ đang đang, đang nằm trong cái sóng hồi cũng giống như, như btc nha thì xác suất là a b và c đang được diễn ra và nó rơi vào những con giá này ok Um, trước khi sóng số 5 bắt đầu ok miễn sâu giữ được trên 131 xác xuất là vẫn là lên 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 131 xác xuất là vẫn là lên 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 và lên ok chúc mừng cho tất cả những anh em vừa rồi mình không có làm cái video tín hiệu của Solana ok vì bởi vì cái target vừa rồi mình đưa ra cho bạn nó vẫn cắn ok nó nó vẫn tới được cái cái target đó ok uh, đây ok bạn có thể thấy là uh, riêng cái tín hiệu của Solana nó cực kỳ chính xác ok lên cái phần trăm rất cao rất cao ok uh, và chúc mừng chúc mừng cho những anh em đã thu gom Solana và chúc mừng luôn cho cái nhóm mua um, vô bán ra thôi chỉ nhận tín hiệu thôi chứ không có video ok chúc mừng chúc mừng và chúc mừng vậy thôi đó là tất cả những gì mình muốn chia sẻ cho bạn trong cái video này um, xin chào xin chào mọi người bye nếu đêm uh, nếu bạn tìm được kiến thức qua những cái video tín hiệu của mình uh, giúp mình ứng dụng cái ngón tay bởi vì bạn ứng vô cái ngón tay như vậy á sau khi mà mình mở khóa nó lên thì um, cái nền tảng tiền Academy YouTube sẽ đem cái video tín hiệu này lan tỏa tới cho những người khác không phải dùng tín hiệu để chốt đơn nhưng mà người ta có thể là người ta dùng những cái kiến thức mình đang lan tỏa này để người ta có thể học theo để người ta có thể tự chơi và và chủ đơn vậy thôi cảm ơn cảm ơn và cảm ơn xin chào